cách xa nhà cha, giọt nước mắt với bao tuyệt vọng, đời cuốn số con không ngừng tìm đâu ra lối đi, bước con mịt mù trong tối, cần Chúa bây giờ đây ngay bên cạnh con, cần bước đi của cha dẫn lối con về, cần một ánh sáng ở cuối con đường để con bước đi không còn lo nghĩ trần thế, cho con điều trí khi ngước nhìn lại ngoài đớn đau và bao con tính thực tại, về bên chân Chúa yêu thương chẳng phai, cuộc đời mới nay sẽ sáng tươi hoài, được cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn. Anh là hay đó chứ, dạ. Là CD mới của anh đó hả? Quay hả? Quay dạ. Bài mới của Thái Huy Sát. Thái Huy Sát đó hả? Ừ. Ồ, Thái Huy Sát cũng quen. Đứng trong nơi nhà cha bỗng con nhớ về những ngày tháng qua, khi đứng tìm con nhạt nhòa vì con đã ham mê dừng chân và sống trong những thú vui đời, bỏ mặc bao lời cha khuyên rằng, biết bao nhiêu lần con luôn mong trở về, lại càng cách xa nhà cha, giọt nước mắt với bao tuyệt vọng, đời cuốn số con không ngừng tìm đâu ra lối đi, bước con trong tôi, cần Chúa bây giờ đây ngay bên cạnh tôi, cần bước đi của cha